Hiện trường vụ tai nạn thuộc địa phận xã Triềng Hạc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Cú va chạm khiến một người trên xe máy tử vong tại chỗ. Cả ô tô và xe máy đều bị hư hỏng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tới hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.